Rồi, xin chào các bác. Thì hôm nay em có một cái mớ bộ sạc nhanh của LG đây. Thì đây em sẽ có cho các bác xem cái thông số của nó như thế nào. Đây. Rồi, led hơi kém. Đây. Đây là củ dạng chân tròn nhá. Đây, và đây là củ của em. Và đây em cũng có một cái củ chân dẹp nữa. Đây củ chân dẹp. Và đây cũng là cái mẫu mã cái thông số đằng sau của nó. Đây các bác có thể xem. Thì hai cái này đều là của cái nhà máy Dongo này này. Đó. Thì cái thông số của nó cũng tương tự như nhau thôi. Rồi, bây giờ em sẽ test cái dòng ra của nó xem thế nào. Đây, và em có xem đây. Em sẽ có những cái bộ dây. Đấy. Và cái bộ dây này ấy, nó là cái dây dạng tròn nhưng mà nó là dạng dây mềm nhé. Nó là dạng dây mềm nhé, chứ không phải là cái dạng dây cứng đâu. Nó là dạng dây mềm và nó cái chất liệu của nó cũng tương tự như cái dạng dây dẹp ấy, nhưng mà chỉ là nó tròn thôi, nhưng mà nó rất là mềm. Đó, không phải dây cứng vì em cũng có một cái dây cứng đây. Đây em có một cái dây cứng của cũng là made in Việt Nam luôn đấy, nhưng mà cái dây này là cứng hơn. Cái dây LG này mềm hơn nhiều. Đó. Và em sẽ test cái dòng ra của nó như thế nào cho bác xem. Đây em sẽ cắm cái củ đây em sẽ cắm cái củ tròn ở ngoài nhé. Rồi cắm cái củ dẹp tiếp ở ở trong. Rồi em sẽ cắm để đây. Đây em sẽ có cái đồ để test dòng đây. Đầu tiên em sẽ cắm vào cái củ tròn trước. Rồi đây khi không có tải đây. Đây cho các bác này nét. Rồi khi không có tải đây. Nét kém thế nhỉ. Rồi khi không có tải các bác chờ đi. Cắm cái dây này vào đã. Rồi khi không có tải thì nó tầm 4.9 5.5 5V thôi. Rồi bây giờ em sẽ Rồi bây giờ em sẽ cắm nó vào cái con V35 của em. Rồi. Con V35 của em nó sẽ hiện là sạc nhanh nhé. Đang sạc pin nhanh này. Nó đang sạc pin nhanh. Và khi mà đang sạc pin nhanh ấy mà bật cái màn hình lên như này này thì cái dòng điện à, cái điện áp của nó vẫn hiển thị là tầm 5V thôi. Còn khi mà tắt đi ấy, nó mới tăng lên hơn 9V. Đó thì các bác chờ tí xem cái dòng của nó bao nhiêu. Đó, các bác sẽ thấy được cái dòng của nó đang tầm khoảng 1.3 đến 1.4 ampere nhé. Đó, rồi em sẽ đổi sang cái củ dẹp. Rồi đây. Rồi, đổi sang củ dẹp rồi. Đó thì cái khi mà đây cũng đang đang hiển thị sạc pin nhanh đây. Rồi và đang màn hình sáng thì nó chỉ hiển thị là 5 5 phẩy mấy vôn thôi. Còn khi mà tắt màn hình đi nó cũng để xem. Rồi khi tắt màn hình đi thì nó cũng lên trên 9 9V và cái dòng của nó tầm 1.3 đến 1.4V thôi. À 1.3 đến 1.4 ampere. Thì có nghĩa là hai cái củ này nó như nhau. Hai cái củ này nó như nhau. Và em sẽ test cái việc đầu ra của hai củ này là như nhau rồi nhé. Em sẽ test thêm về cái với cái sạc dự phòng của em. Đây là cái sạc an cơ của em đàng hoàng nhé, cái sạc an cơ đàng hoàng đấy. Rồi em sẽ test nó. Đây là cái cổng sạc nhanh này, đây cổng sạc thường này. Rồi em sẽ cắm một cái cổng sạc nhanh. Đó. Ở đây các bác sẽ nhìn thấy là đang báo sang sạc nhanh nhé. Tắt cái màn hình đi. Bác chờ thì cho nó lên được bao nhiêu. Đó. Thì cái củ sạc nhanh này nó lên được là tầm 8V và 1, gần 1,6 tầm 1,6 ampere. Đó. Cái này không hiểu tại sao nó lại không lên được 9V thì không hiểu, thì chắc là do cái cơ chế hoạt động của cái củ sạc dự phòng này thôi. Đó. Rồi ok. Và đây em sẽ có một cái bỏ này ra. Em sẽ có một cái củ của
Em sẽ có một cái củ sạc của iPhone chính hãng nhé. Củ này của iPad đấy. Củ 2A này, củ xịn luôn đấy. Em sẽ thử cái test này xem nó được bao nhiêu. Dùng với cái cáp LG của mình nhé. Rồi. Cái này thì không có sạc nhanh, cái củ này thì sẽ không có sạc nhanh. Em chỉ test dòng thôi. Đó, cái dòng của cái củ này ra được bao nhiêu? Đó, cái củ dòng này thì ra được là 1.7 1.7A nhé. Các bác trẻ tí. Đó, 1.6, 1.7A. Đó, có nghĩa là cái dây này truyền tải rất là tốt. Rồi, ok, cái dây không vấn đề gì đâu nhé. Rồi, còn cái việc này rất là quan trọng. Thì là khi mà mình cắm cái củ sạc này vào và khi mà sạc điện thoại nhé, mình ghé sát tai vào cái củ này, hai củ này, nó mình sẽ nghe được cái tiếng là nó kêu hơi 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 kêu tè tè tè, hơi hơi nhỏ nhỏ thôi kêu, và ở ở cái mức độ mà khi mà cái điện thoại mình nó càng pin nó càng ít ý, thì cái độ kêu nó sẽ càng to, và dần dần tăng tăng dần lên ý, thì nó sẽ giảm dần cái độ kêu đi. Thì cái việc này là có, và em đã test rất nhiều cái củ này rồi, em test rất nhiều cái củ này rồi, test gần như tất cả những củ này nó đều có hiện tượng là có tiếng kêu như thế. Thì cái vấn đề này nhiều bác cũng đã hỏi rồi, và cái việc này nó là cái hiện tượng mà vật lý gì đó thôi ở trong cái củ này, mà cái nguyên lý hoạt động của cái củ sạc này nó tạo ra thôi. Thì nhưng mà mình nói như thế thì chắc rất nhiều người không tin, và có thể là có nhiều cái lý do khác này kia. Thì và chính thôi, em cũng là người học điện đây, thì em chỉ nghĩ nó là trong này nó có một cái cục biến áp dạng xung ấy, nó gây ra tiếng kêu này. Thì bây giờ em sẽ tháo củ này ra xem cái mạch nó như thế nào, sẽ hy sinh một củ để tháo nó ra. Đó, em sẽ bóc nó ra. Cái củ này em sẽ để dùng, em sẽ tháo cách nào đó để em sau này còn dùng được. Đó, thì cái củ này ấy, các bác thấy là đây nó sẽ có cái khớp ở đây để tháo ra, nhưng mà chắc chắn là mình sẽ không tháo được bằng tay đâu, hoặc là bằng cái gì đâu, nên em sẽ chuẩn bị một cái cưa đây, rồi cưa nó ra. Rồi, em sẽ cưa nó ra, bỏ chiếc cái này ra chiếc khác, em cưa ra xem nó thế nào. Em mục đích em cưa như thế này ấy, để mà sau này mình vẫn có thể sử dụng được cái củ này. Mình chỉ cần gắn keo nó lại là dùng được thôi. Chắc lắm các bạn ạ, cưa này hơi cùn rồi, nhưng mà không sao, cơ bản là củ này cũng chưa thấy tháo ra bao giờ, em chưa biết cách tháo như nào. Em cứ tháo đại ra thôi. Ồ, chưa thấy đứt các bạn ạ. Nó dày thế nhỉ. Tại mình cưa sai chỗ rồi. Chặt lắm các bạn. Ôi, em chả thấy đứt gì cả. À này, sắp đứt rồi. Sợ quá. Như cưa bom này các bạn ạ. Cái củ Samsung ấy, nó có cái nắp ở trên này cậy nó ra, nhưng mà cái củ LG này khó khó tháo hơn nhiều. Rồi, ra đây đây. À, chưa ra được. Ây da. Vẫn phải cạo, cứ cắt tiếp các bạn. Mệt nhỉ không?
nữa sẽ phải thua cái đoạn này đi thôi. Ôi, vừa ngay cái cửa củn chán thế. Thôi lâu. Sắp ra rồi các bạn. Đây à. Không đi ra được chưa? Đây làm tí cái này này. Rồi. Nhớ ra đấy các bạn. À. Ôi giời. Cửa gần chết các bạn. Ây da, chết rồi, nó không thấy ra được. Em tìm cái gì em cạy nó ra. Nó vẫn kẹt do em cưa là nó kẹt ở chỗ này này. Rút xuống nào. Chắc thế. Cưa nó bị kẹt chỗ này các bạn. Chắc thế. Chắc thật. Rút nó ra mới được. Không có đồ nghề các bạn, không có đồ nghề nên phải đi tìm đồ nghề. Đây, và kéo này đây mình sẽ kẹp vào đây, rút nó ra. Thôi xong, đưa cái điện thoại rồi, đưa điện thoại từ từ đã, em sẽ quay lại và nghe vào cái điện thoại. Đây, đập ngay vào cái điện thoại các bạn, đi vỡ cái điện thoại. Đúng là trời, cái trò cưa bom này nguy hiểm quá. Vẫn chưa ra được cái này này. Chưa ra được mà rơi một tí vỡ cái điện thoại rồi. Ôi thật là kinh khủng. Đó, em vừa làm rơi cái điện thoại đấy. Đang quay bằng con V10. Con V10 này rơi nắp rơi mấy lần này. May mà nó trâu chó. Đóng chip lên, đóng chip xuống. Khó ra thế. Chết rồi, sao kiểu nó ra cái gì được đấy. Cái này chứ làm gì có cái nào nữa đâu. Phải cắt cái chốt rồi đi các bạn. Đây đây các bạn nhìn đấy. Cắt chốt đi này. Cắt cái chốt này đi này. Đây gọi là thông chốt à. Hy vọng nó ra được. Ây chà, ây chà. Ây chà. Ây chà. Chết. Ôi à. Không chưa tháo này là bao giờ. Kinh quá. Tháo không nổi. Ây chà. Tí là rơi cái điện thoại nữa. Ra được một tí thôi. Ôi da, không biết cái mấy ông làm LG này nó cũng gắn vào thì gắn như nào mà kinh thế. Tháo ra đến đây rồi mà chưa tháo ra được. Không hiểu được. Tháo đến cỡ này thì mà không tháo được thì là thế nào? Ui,
Ui, sao khi hỏng này luôn các bác ạ. Cũng định dùng lại đây nhưng mà có khi hỏng mất. Ôi trời, cho nó hỏng luôn này, chán rồi. Cắt luôn nó ra. Tháo từ nãy giờ không được. Nhà mình đang có điều kiện mà. Tháo nó ra. Chứ ngồi từ nãy giờ cậy không được các bạn. Cho nên các bác nào mà muốn tháo này ra thì suy nghĩ lại nha, em phá không được đâu. Em phải cắt phá nó ra. Hình như nó vướng cái gì bên trên mà. Phá mẹ nó ra luôn. Phá như này còn chưa ra được này. Ngồi đấy mà cậy. Cậy mà sao mà ra được. Em cắt nó ra được mà nó không ra này các bạn này. Đấy đúng không? Phá hoại này. Công trình phá hoại này. Nguy hiểm quá mà chưa nó chưa ra được đây. Và toát hết cả mồi thôi các bạn. Ây da. Ây da. Nó vẫn cái gì không biết nữa. Em vừa phá vừa cắt nó ra mà nó không ra các bạn. Ây da. Sợ quá. Thế là phá mất một củ rồi. Chưa bán được củ nào mà nó phá mất một củ rồi. Thế là vãi. Vẫn chưa ra được. Sợ gông giao gì này quá. Này còn chưa ra được nữa. Không được cậy ra không nào. Đây là phá nó ra rồi mà nó không ra các bạn. Ôi, chứ cái nào ra đây. À, chứ này nó còn cái nấc dài ở đây nữa. Chứ nào các bác này, các muốn tháo ra thì bác chỉ cửa bên trên thôi nhé. Các bác muốn tháo ra thì cửa bên trên thôi, cửa dưới không thể rút ra được đâu. Ở trên nó còn một cái miếng dài ra bên trên ngoài cơ mà. Trời ơi, mù vãi cả ra. Thế thì còn lâu mới ra được. Cứ tưởng dễ ăn. Mình cứ tưởng là dùng lại được cái này. Nó ra có dùng lại được đâu. Đó. Bên trên nó còn to hơn bên dưới. Thì rút ra làm sao được. Đây. Đó đây các bạn. Đây. Linh kiện của nó đây. Đây nó còn chip quản lý. Chắc là quản lý dòng các thứ đây. Còn chip này khá là, mình giờ mới nhìn thấy nó. Trông nó khá là tinh vi. Đó. Nó chip này trông khá lạ và đẹp. Đó, một con chip này, hai con chip, ba con chip. Rồi, đây là các linh kiện này. Đó. Các linh kiện này. Đây, đây là cái hai cái này tụ lọc đồ vào này. 12mm này, 400V này. Đó. Đây còn điện trở, hai con cầu, con nhiều con thôi đứt xứ nó rồi. Đứt rồi các bạn. Mẹ kiếp, mình làm đứt nó rồi. Con đứt con trụ cầu chì này rồi còn đâu. Có cái này hỏng. Rồi thì đây này, cái việc mà mình nghĩ khi mà nó gây ra tiếng kêu ấy thì nó nằm ở con biến áp này, biến áp xung này. Đó, mình tin nó sẽ nó kêu ra phát kêu từ cái này. Còn tất cả các linh kiện này mình thấy nó đều khá là ngon. Đó, các tụ đây. Đó, các bạn có thể nhìn thấy. Đó. Đó. Rồi, mình đã tháo nó ra rồi. Và bây giờ nó hỏng rồi, cho nên mình cũng không thể cắm lại được cho các bác xem được. Và cắm lại kiểu này thì nó giật chết. Cho nên thôi không cắm lại nữa. Thì mình tháo nó như này để cho các bác biết được là cái linh kiện bên trong nó như thế nào. Và em thấy là cái linh kiện bên trong nó là hàng tốt, không phải hàng đều đâu. Đó. Và em đang có bán cái bộ này nhá. Cái bộ sạc này. Bộ sạc này và dây của nó nhá. Đây. Rồi bố rồi. Bộ sạc này và dây của nó. Với giá là 180.000 nhá. Và nếu các bác chuyển khoản trước thì sẽ được free ship.
Thì tôi có rất nhiều bác ấy chê là bán cái bộ này với giá 180.000 đắt. Thì cái việc này đắt rẻ này ấy, thì là quyền của mỗi người, các bác có thể mua hoặc không mua. Các bác có thể mua của em hoặc mua của ai cũng được. Thì mục đích của em là em muốn là phân phối cho các bác cái hàng ngon. Và dạo này có em thấy có nhiều các bác than thở về tiếng kêu, thì em cũng đang nghi nó là hàng chất lượng kém, nhưng mà là em tháo ra rồi thì nó không phải hàng chất lượng kém đâu, nó vẫn là hàng tốt thôi. Nhưng mà cái này có thể là cái phần keo này nó họ gắn nó chưa được tốt, có thể họ không gắn keo vào đâu. Thường thường nó họ họ có mấy củ trước cũng củ khác em tháo ra hồi nào đó, nó có gắn keo gì ở đây này, nó dính liền, nó sẽ có thể nó không gây ra tiếng kêu. Thì cái củ này có gây ra tiếng kêu nhẹ, tiếng kêu nhỏ thôi, nhưng mà nó vẫn là củ tốt đó, dây tốt, dây cáp rất là mềm, truyền tải điện năng tốt và truyền tải dữ liệu cũng rất tốt, em đã thử rồi. Tại vì ở chỗ này máy quay nó ngắn quá, mình không cho cái máy tính vào đây được rồi đó. Em và em đang có bán cái này nhé, các bác nào mua thì ủng hộ em nhé. Em mới tập bán rồi, dẫn đến là nhưng mà phá mấy cái rồi. Rồi, ok, xin chào các bác, cái clip nó quá dài rồi.